Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thì chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, sáng chủ nhật tại Việt Nam, hiện giờ là ngày tại Việt Nam là ngày 13 tháng 12 năm 2020. Ở tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ thì mới có chiều thứ bảy ngày 12 tháng 12. Quý đại chúng ta tiếp tục học về kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 52 và chúng ta cố gắng cho nó hết cái bài kệ vô tướng tụng của cái phần cuối của chương thứ 6, chương sám hối. Như vậy thì chúng ta được mấy lần học cái bài vô tướng tụng của Tổ từ những cái phẩm kinh ban đầu, thì mình rất là gọi là may mắn, cũng vui. Thì quý minh đệ mình hãy cố gắng, cố gắng. Tôi thì ngày nay thì công việc của tôi nó tới bận biểu, tới các minh đệ biết rằng là tiếp mấy cái đoàn khách luôn. Tại vì chiều giờ chót thì mới vừa đặt cái lưng nghỉ thì lại mấy em ở Washington DC nó xuống, thành ra rồi phải tiếp. Các em nó nghiên cứu về để mà cách làm việc, làm cái luận án, ở làm cái một cái quyển sách mà các chị biết là của em nó là tiến sĩ, thì từ ở xa mà lái xe 4 tiếng rưỡi đồng hồ, có nghĩa là cũng 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 gọi là hơn 400 dặm lái xe xuống tới đây. Thành ra rồi cũng phải tiếp, mà tiếp trong vòng 1 giờ đồng hồ. Tiếp 1 giờ đồng hồ để mà trao đổi với các em một số vấn đề, để các em muốn có cái ngày được làm quen trước hết, và có những cái ngày các em xuống để mà nhờ tôi cố vấn, để với huynh đệ nó viết những quyển sách về Phật giáo bằng tiếng Anh. Thì tôi lại nói rằng thật sự cái khả năng của tôi nó có giới hạn, cho nên mình nói theo cái kiểu già quê thì gọi là dốt, nó đâu có phải là nhà nghiên cứu, đâu có phải là cái nhà mà bằng cấp học vị gì giỏi đâu, chỉ có nghe đi nghe lại mấy cái lời của Phật là tổ cũng như các bậc hòa thượng giảng dạy cho mình vậy thôi, đồng thời có một chút cái chia sẻ về cái kinh nghiệm, những cái bước đi trên con đường tu và học cũng như hành đạo. Thì các huynh đệ nói bao nhiêu đó là đủ đủ cho tụi con rồi. Thành ra các vị thấy mắc cười, các em nó xuống mua bánh trái cho tôi mà muốn cho tôi ngồi ăn cho tình thầy trò nó hòa đồng, nhưng mà tôi thì đâu có biết ăn bi xà của Mỹ đâu, ăn cái rìa thôi à, chứ còn cái bơ chi tôi đâu biết ăn. Rồi các em đó rồi mua bánh rồi đó, thấy cười rồi kể cả đưa bao thơ, bao thơ cúng dường nhớ giống như đi bái sư vậy, thì đó cũng là cái niềm vui. Rồi thành ra cái đột xuất quá rồi, thật sự không có lo được khách mình cũng áy náy. Thành ra sẵn đây tôi xin nói gửi lời với các huynh đệ bất cứ ở đâu, ở xa
hay là ở gần cũng vậy, các huynh đệ có muốn đến thăm viếng hay là học hỏi giáo pháp thì xin xin cho cái hẹn. Cái hẹn thì tôi tiếp tiếp với vậy nó thời gian nó thoải mái hơn. Rồi tôi cũng áy náy là đi xa mấy trăm dặm, mấy trăm cây số như vậy mà không có một bữa cơm để bỏ bụng này kia, tôi rất là áy náy. Bởi vì biết rằng ở Mỹ thì nó không có thiếu, nhưng mà thật chất thì nó không phải như Việt Nam. Đi xa vậy thì ghé những cái cây xăng thì mua những cái chip, những cái đồ của Mỹ ăn thôi. Còn mình vốn người Việt Nam thì xưa nay thì cơm. À, cho nên như vậy mà tôi rất áy náy, thành ra tôi lính quýnh các huynh đệ xuống, tôi lính quýnh vậy thôi, rồi ráng nói chuyện 1 giờ đồng hồ, rồi sau đó tắt cái màn hình nói chuyện thì hướng dẫn thêm nửa giờ đồng hồ trên cái tấm bảng nữa, mà lúc đó thì không có quay phim đó. Cho nên là thưa quý huynh đệ tất cả, xin có lời nhắn nhủ. Bởi vì tôi thấy trên trên các cái trang YouTube của các huynh đệ làm á, thì có mấy Phật tử nào đó comment vô thì nói là tụi con định lái xe qua thăm thầy, nhưng mà rồi vì vừa Covid cho nên quản lại. Thì tôi xin thưa trước bất cứ các huynh đệ ở tiểu bang nào cũng hoan hỷ cho tôi là cho cái hẹn. Bởi vì tôi thì vốn nhà quê vậy à, cho nên ai đến thì tao nói khách đến nhà không trà thì bánh, thì cũng đâu vào đó rõ ràng. Chứ còn mà tới đột xuất thì tôi áy náy lắm. Còn cái chỗ ở của tôi thì nếu tới 3 4 người thì có chỗ ở, chứ còn nếu ở xa mà tới thăm tôi mà rồi tôi để các vị đi ra khách sạn, nếu đông thì không nói gì, còn 2 3 người thì ra khách sạn là tôi cũng không được vui. Thành ra cho nên là tôi xin thưa như vậy. Cái túp lều của tôi thì được có chỗ ở được 3 4 người và luôn luôn sạch sẽ. Dầu nó không có đến nỗi là quá sang trọng nhưng mà tiện nghi thì đầy đủ. Vậy tôi xin nhắn gửi cho toàn thể quý huynh đệ ở Hoa Kỳ. Việt Nam thì tôi không dám, tại Việt Nam thì các vị qua đây đâu phải dễ. Ở Hoa Kỳ cũng như Canada, các huynh đệ cứ cứ việc tôi theo kiểu nhà quê bình dân, ai muốn đến thăm là điều rất là quý. Rồi đến thăm thì như tôi đã nói là 3 4 người thì có chỗ ở lại, nhưng phải báo trước, ăn uống nghỉ ngơi có chỗ nơi đàng hoàng sinh hoạt để cho tôi không có bận bịu mà áy náy. Chứ còn như các huynh đệ, 2 huynh đệ chiều nay dầu là tuổi 40 mấy thôi, ngang ngang cái tuổi tôi mà lái xe hơn 4 giờ rưỡi đồng hồ xa xôi tới đây, tôi áy náy lắm, áy náy vô cùng. Rồi tới đây để nhờ tôi tư vấn một số. Dầu là các huynh đệ đó là đã học học ra trường là tiến sĩ hết rồi, là tiến sĩ của bên Mỹ này đó, nhưng mà muốn nghiên cứu một số vấn đề của đạo Phật để mà viết ra thành những quyển sách. Đây là một cái tổ chức, một cái công trình, có cái hệ thống chứ không phải là 1 2 người, nhưng mà đại diện như vậy để mà đi trước một bước để mà xin phép tôi. Thì tôi cũng thưa thiệt là khả năng tôi thì quê mùa, chỉ học bì bõm, chứ còn không phải là nhà nghiên cứu, cũng không phải là nhà có học vị văn bằng. Tôi thì may mắn là được gần các bậc tôn túc lớn trong cái giai đoạn mà cái thuyền cuối cùng của cái người lớp trước, thế hệ trước, thì tôi được các ngài giáo hóa chỉ dạy cho một số cái điểm chính của Phật giáo. Thành ra tôi chỉ biết cái gì thì tôi trao truyền cái nấy, thì tôi sẵn sàng. Nhưng mà nói trước là tôi không có phải là nhà nghiên cứu. Thưa quý vị, thì như ngày nay thì coi như là tôi bận bịu suốt từ sáng tới giờ 2 3 lần khách. Ai tới thì đối với tôi thì bây giờ chỉ nói đạo vậy thôi. Nếu như mà mình ngồi mình nói chuyện thế gian thì bị thế gian nó lôi kéo, còn mình nói chuyện thế gian nhưng mà thế gian giác, nó để đem vào đạo,
để cho đưa cái đạo mà trùm khắp thế gian, chứ không có đem thế gian mà trùm cái đạo. Vì vậy mà tất cả mọi người đến với tôi thì dường như là phải nói chuyện đạo, vào quê mùa nhưng mà phải nói chuyện đạo. Cũng như các Phật tử nghe vậy đó, nghe tôi nói đi nó lại vòng vòng hồi gì chứ cũng là vô cái mối đạo. Thành ra ngày nay được 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 nhiều Phật tử các nơi, các quốc gia, các châu lục thương quý là tôi cảm thấy vui. Như mấy hôm nay thì tôi có được một số Phật tử ở Đài Loan, có một số Phật tử ở Úc Châu, cũng còn trẻ nhưng mà cũng muốn nghiên cứu đạo Phật, có tư vấn một vài vấn đề thì tôi rất là vui mừng. Thành ra ngày xưa tôi nhớ lời của Hòa Thượng nói, cũng nghĩ lời nói Hòa Thượng nói đơn giản, mình nghĩ mà không có đơn giản. Hòa Thượng nói cứ ráng học đạo đi, còn chuyện tu thì ai ăn nấy nói. Tôi đã còn học đạo cho nó căn bản đàng hoàng đi, nói đúng chân lý, đúng chánh pháp đi, cứ ngồi đó nói mà ăn thôi. Thì tôi thấy nó rõ ràng như vậy đó, nó rõ ràng như vậy. Ngày nay tôi mới thấy rõ ràng, mà không phải nói à, mà mình ham ăn, mình ham có tiền, nhưng mà có nghĩa là mình không có cần phải bôn ba thời vận gì hết trơn. Thành ra các vấn đề thấy như ngày nay ngồi tiếp 2-3 lần khách vậy, cái bao thơ vậy là ngày nay là dư ăn rồi. Nói vui vậy đó, để cho mấy thầy trẻ cố gắng học đạo thì học cho nó đàng hoàng. Dù mình tu có tệ lậu, mình tu thì mình biết thôi, mà mình như thế nào nữa, nhưng mà mình nói ra thì cũng phải đúng với chánh pháp, để rồi thương cái hàng tại gia Phật tử cư sĩ, họ hết lòng, họ tha thiết với công trình đạo lắm. Mà mình nói sai lệch cái giáo lý của Như Lai, mình nói mâu thuẫn, mình nói mê tín dị đoan quan đường Nguyễn Hoặc, tội cho cái hàng cư sĩ tại gia lắm. Còn tôi cũng biết rằng hãy nhân nào thì duyên đó, rồi coi như là gọi là nhân quả lực duyên thì khởi vô ư cụ, do cái nghiệp này nó tác động, nó gặp cái nghiệp kia. Mình đánh giá một ông thầy á, mà như thế nào thì học trò nó như thế đó, đám học trò nó như thế nào thì nó gặp ông thầy tương ưng như thế đó. Mình thấy nó rất rõ ràng quá vậy. Một vị tu sĩ mà cao ngạo, mà tự đắc dên dên thì gặp cái đám cư sĩ nó cũng giống y như vậy, đám đệ tử học trò giống y như vậy. Một ông thầy mà hiền lương nhân hậu, ít nói thì gặp Phật tử nó cũng hiền lương nhân hậu ít nói. Một ông thầy mà nói ào ào như tôi, nói thẳng, nói thật, nói đúng chân lý thì tôi sẽ gặp một nhóm Phật tử cũng thích nói thẳng và hiểu thật và thích chân lý. Còn một ông thầy mà mê tín dị đoan, quan đường Nguyễn Hoặc, nói những cái pháp cong cong quẹo quẹo thì cũng gặp cái đám cong cong quẹo quẹo nó tiếp ứng. Thành ra nó rõ ràng, thế gian ta nói nồi nào nó dung nấy, rau nào nó sâu nấy, rừng nào nó cọp nấy, nó không có sai dạy chạy chỗ nào hết. Thành ra bây giờ cái tôi không có mộng gì hơn nữa cả, bởi vì các Phật tử nào mà đã hết lòng với công trình Hoằng pháp của tôi và đã chấp nhận theo làm cái huynh đệ, làm lữ khách đồng hành, làm học trò, làm đồ tôn đệ tử, thì bây giờ nó cái gì nó của mình, nó là nó của mình. Tôi không hy vọng gì mà tôi phải làm những cái chuyện gì mà nó lớn lao hơn nữa. Bây giờ vốn khả năng vốn có của tôi là tới đây là nó quá nhiều rồi. Và bây giờ coi như là đi về mấy ngày trời, ngày hôm qua là uống thuốc vô là nó như là con gà mà mắc mưa vậy. Thành ra bữa nay thì nói ào ào vậy thôi, chứ mà hãy mà tới giờ cái nó giống như con gà mắc mưa vậy. Cho nên bữa nay giờ này là chưa dám uống thuốc. Để uống vô cái nó ngay ngay nó buồn ngủ, nên nói chuyện xong rồi mới uống thuốc đi ngủ. À, thưa quý vị, cái bài hôm nay mình học cho nó cuối cái bài cái chương thứ sáu là cái bài vô tướng tụng, cái bài rất là hay thưa đại chúng.
Tổ sư dạy là nay ta viết cái bài Vô Tướng Tụng, nếu y theo tụng này tu hành, ngay đó khiến các ngươi nhiều kiếp ngu mê đều nhất thời tan rã. Tụng rằng mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trung tâm tam ác nguyên lai tạo. Bây giờ mình học là bốn câu vậy đi nha, mà bữa nay phải ráng cho nó hết. À, đắng quá. Tôi đang uống cái nước lá khổ qua với rau đắng, nhưng mấy cái vị thuốc nó đắng quá, nhưng mà nó đắng uống vô rồi nó có cái vị ngọt. Cũng như mình học đạo chân thật vậy đi, nghe nó khó nghe nhưng mà nuốt vô rồi cái trí tuệ mình nó bừng sáng. Còn cái gì mà ngọt ngào mà nuốt vô rồi nó độc dữ lắm, nó nóng hừng hừng ở bên trong đó thưa quý vị. Như tôi đang uống nước rồi, bây giờ uống một ngày vậy là một ấm nước mà nấu bằng cái dây khổ qua khô với rau đắng đất phơi khô với dâu tằm ăn, mấy cái đồ uống để cho nó mát gan, nó tốt bao tử đi. Nó đắng lắm nhưng mà nuốt vô rồi đó thì tự động nó có những cái vị ngọt. Mê nhân tu phước bất tu đạo là cái người mà mê đó, thì tu phước chứ chẳng tu đạo. Thích tu phước, thích làm phước, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, chỉ lo tu phước, chỉ lo tu phước, nghĩ rằng là tu phước tức là tu đạo chứ không phải không có. Cho nên vậy mà mấy thầy trẻ mình ngày nay, dường như tôi xin phép nói mấy thầy trẻ hơn tôi thôi, nói mấy em đàn em tôi vậy, là em nào mà có quý mến thì hoan hỷ, không quý mến thì chửi đàn anh này cũng không sao. Xưa nay thì cái răng cắn môi là chuyện rất là thường tình, và đó là ngã kiến sanh tiền nhữ vị sanh, nhữ sanh di hậu, ngã di huynh mà lý ban cộng hưởng chung cam vị, hà nhẫn tương thanh tương sanh cốt nhục tình. Có nghĩa là cái môi á, là anh là ta đã sanh rồi thì em chưa sanh, là cái môi sanh ra mà cái răng thì nó chưa có mọc, chưa có sanh. Nhưng mà nhữ sanh vi hậu ngã di huynh, em sanh sau, anh sanh trước, anh là anh, nhưng mà lý ban cộng hưởng chung cam vị, đáng lý ra đó anh em cùng nhau cộng hưởng chia ngọt sẻ bùi, nhưng mà hà nhẫn tương sanh cốt nhục tình, vậy mà em cứ cắn anh hoài, em cứ cắn môi hoài. Cho nên tôi nói cho những đàn em thôi, nếu ai có nghe hoan hỷ, mấy em bây giờ cứ lo tu ba thứ. Thứ nhất là đi làm từ thiện, làm từ thiện, dẫn đoàn từ thiện, thấy nhiều vị phái đó đi làm từ thiện. Như bữa nay tôi á, chuẩn bị công việc từ thiện cuối năm á, mà tôi không cho người xuất gia dính líu tiền bạc á. Chỉ trông ngó, chỉ ghi dùm sổ sách, chứ còn tiền bạc là tôi vẫn giao cho cư sĩ làm. Người xuất gia mà ôm mấy cái đồng tiền bạc mà cái tiền chung đó, tiền từ thiện đó, nó dễ phiền não, nó dễ sanh tâm lắm. Cho nên là tôi khi mà có cư sĩ tại gia là cái việc tiền bạc là để cư sĩ tại gia họ nắm. Thậm chí tôi cũng nói thành thật với các vị, bản thân tôi bây giờ cũng vậy nữa. Ai cúng dường tôi rồi là tôi đưa cho ông Đạo Hữu Đan đó, là người hay nói chuyện tôi là đi bỏ nhà băng tôi, nhà tôi cứ vô online tôi coi cái máy có tiền vô chưa là được rồi. Rồi tiền đó để trả tiền này tiền kia lại, chứ tôi cũng không có cầm tiền. Ở Mỹ không có giữ tiền ở trong nhà. Thành ra cứ bỏ vô băng vậy đi, rồi mình muốn mua gì đó cứ nè, đi 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 chợ thì cứ cái thẻ 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 cào gọi là đâu rồi, bỏ vô túi kia rồi cái gì cũng xài bằng thẻ hết. Ở Mỹ thì cái gì cũng xài bằng thẻ nè, những cái thẻ gì nè, rồi cứ cà vậy nè, đó đó thẻ là cà 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 vậy thôi, đâu có ai lấy được.
Cho nên đó ngày nay mấy anh em trẻ ngày nay cứ mãi lo làm từ thiện, nghĩ là đó là tu rồi đó. Nhưng mà cứ đương đầu với từ thiện, làm từ thiện không không khéo từ thiện không có, mà cuối cùng là ác chứ không phải là thiện. Bởi vì nó bỏ bỏ hết cái thời giờ, đi giúp người, đi bố thí, đi cúng dường là phước, nhưng mà thật sự nó mất cái thời giờ giờ của mình để học tập, vì mình còn trẻ, rồi tu tập để mình dụng công bái sám bồi đức. Mà trẻ mà không 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 học tập, không tu tập thì làm sao có đủ cái khả năng, đủ cái trình độ, đủ cái sự đạo lực mà để mà giáo hóa cho người ta. Cho nên ngày nay mà tất cả các Phật tử mà ủng hộ cho mấy ông thầy trẻ mà đi làm việc từ thiện á, thì tôi có lời khuyên là nên xét lại, nên khuyên với thầy lo tu học, lo tu tập đi. Bởi vì mình cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo, mà giờ mình có cứu nghèo được chứ không thể cứu khổ. Mà cứ việc vùi đầu trong công việc từ thiện đó là vô tình là mình bán rẻ cái tuổi thanh xuân, bán rẻ tuổi thanh xuân. Đây tôi nói chân thành vậy đó. Rồi tới một ngày nào đó như tôi bây giờ là người biểu học, học 128 câu để thi quốc tịch, không bao giờ học nổi. Dầu là cái trán tôi nó cao nghìn nè, cái gọi là thông minh đó, mà học cũng không nổi, không nổi. Cho nên phải tận dụng hết cái cơ hội. Tôi đây là cái lời tha thiết chân thành kêu gọi đàn em của mình tận dụng hết cái khả năng lúc còn trẻ lo học. Cuộc đời nó không có bao nhiêu lâu hết trơn đó. Cho nên vì vậy mà cái điều thứ nhất là mấy thầy trẻ cứ mãi lo đi làm từ thiện. Cái điều thứ hai là cứ mãi ham mê đi học để đăng đàn chứng tế. Các vị thấy rồi, nếu đăng đàn chứng tế mà đem những cái pháp sự đó mà là đời giáo hóa người ta được, để người ta đi tới con đường cứu cánh, thì đâu có chuyện gì để nói đó. Thấy bao nhiêu ông thầy chứng tế đẹp trai múa mai giỏi đó, rồi cuối cùng rồi bị cọp tha quỷ bắt, rồi thân tàn dinh liệt. Cho nên đạo Phật đâu phải là cái đạo để hát nam hát khách. Hồi xưa đó các vị tông túc ngày xưa người ta cúng chứng tế hết sức là trang nghiêm, là dè dặt. Còn ngày nay pha chế đủ hết, hát đủ điệu cải lương ở trong đó hết, múa đủ điệu. Hồi xưa thí dụ ta đề phan, ta xá hạt đồ, coi nó nghiêm trang lắm. Ngày nay cái giống gì mà tôi coi mà lúc mà đề phan xá hạt xá mã mà mặc cái y mà cầm cái lửa mà múa, thật sự ra các vị có múa cỡ nào cũng bằng bác Thanh Tòng ngày xưa đâu, cũng bằng không bằng mà các vị ca hát bộ hào quảng đâu, mà quý vị làm coi không có được. Người ta hát cải lương hào quảng, người ta hát bộ hát tuồng, người ta mặc áo của người ta theo vua chúa, theo theo tướng, theo sĩ quân đồ đàng hoàng. Mình thầy tu mặc cái y rồi đội cái mão đó mà lấy lửa làm vòng 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 giống như là khỉ mắc phong vậy, thì coi nó kỳ, vô cùng kỳ. Mà tại sao mà mấy thầy người ta hễ đi vô học đạo là phải phải nhào vô học vi lễ? Đó là hai việc. Việc thứ ba là mấy thầy trẻ cái này cứ mãi lo dẫn Phật tử đi hộ niệm, đi 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 niệm Phật giảng sanh. Đó là những cái tư tưởng của tà giáo ngoại đạo mà bây giờ mấy thầy trẻ nói chuyện trên trời, cỡ như các bậc lão túc như bây giờ, thí dụ như thiền sư Thanh Từ, hay là nói xa hơn là sư ông viện trưởng Thiện Hoa, hay là sư ông Thiện Hòa ngày xưa, hay là bây giờ cao hơn nữa là như sư ông Thiện Siêu gần đây đi, hay là mấy hòa thượng từ Nam Trung Nam Trung Bắc đâu, dầu là các ngài tu tịnh độ mà đâu đến nỗi mà như cái kiểu ngày nay. Kiểu ngày nay cái giống gì tôi không biết, tu tịnh độ cái kiểu gì mà nói chuyện trên trời, nói chuyện coi như là chắc chắn, là bảo đảm. Thành ra thương là cho mấy em mấy thầy trẻ đó, do cái lòng thị hiếu của Phật tử mà làm cho quý thầy phải chạy theo những cái cơm áo gạo tiền để như vậy, để rồi mai một cái con đường tu,
rồi rồi làm sao mà thay Phật tác tổ mà để truyền đăng tục diễm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Đó là một điều đau xót mà tôi cũng nói vậy thôi, chứ mình nói ra người ta ghét thêm chứ lợi ích chi. Nhưng mà đó là sự thật. Nó như tôi cũng may mắn là tôi biết được vài vài lời chánh pháp của Như Lai, cho nên các vị thấy bây giờ thật tình mà nói, giờ ngày nay ngồi ngồi đó mà có người tự tìm tới học đạo thôi, ăn đâu có hết. Tôi thành thật là ăn không hết. Còn thí dụ như mình để phục vụ thêm cái gì đó thì có đồng tiền để mình phục vụ cái chuyện chuyện thêm xây dựng chuyện này kia, chứ còn nếu nói ăn là ăn không hết, nhà ở cũng không hết nữa. Còn hỏi các vị chùa to để làm gì, đất rộng để làm gì, cò bay thẳng cánh để mệt chứ làm chi, chó chạy cong đuôi lợi ích gì. Cho nên là tôi nói với thầy với anh em trẻ, đàn em của tôi nếu có thương có quý tôi thì cứ nghe lời thành thật này của người anh khuyên vậy đó, chứ không có ý gì mà đi nói những điều này ra, mà đó là cái tấm lòng. Tấm lòng mà ai nghe thì hoan hỷ, còn không nghe thì xin tắt máy, đừng đừng nghe, chứ đừng nghe rồi vô chửi tôi. Lúc rày là tôi thấy là nhiều ông thầy gọi là núp lùm nó vô nó chửi tôi trên các cái trang YouTube dữ lắm. Hay nó canh mà tôi nói gì ra mà hố quá lời cái là nó vô nó chửi. Thì tôi biết đó là mấy ông thầy chùa con con mấy ông thầy chùa chim chuột, chứ không có phải thầy chùa thiệt đâu. Thầy chùa thiệt là nếu mà tôi nói mà họ không có thì đâu có hà cớ gì họ phải phiền não. Họ còn nếu mà thầy chùa thiệt mà lỡ họ có thì họ xin cái tâm hoan hỷ, họ còn cảm ơn nữa chứ, họ đâu có vô họ chửi. Thành ra tôi nói cho chư huynh đệ biết vậy đó. Thành ra tới đây rồi nó hoan hỷ lắm, quan hệ lắm, mà nói coi như nói ngày nói đêm cũng được. Như vậy mà các vị nên nhớ tu phước là tu phước, còn tu đạo là tu đạo, chứ phước nó chưa phải là đạo. Nếu nói là tu đạo là chỉ tu phước thôi thì cái đó cái đạo lầm người. Còn cái đạo Phật nó cao siêu hơn, đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên tổ mới là mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, nhưng mà trung tâm tam ác nguyên lai tạo. Có nghĩa là mình bố thí cúng dường là phước lớn, tổ đâu có phủ nhận điều đó đâu, nhưng mà trong tâm á, ba cái ác vẫn còn tạo. Ba ác cái gì là tham sân si, mà từ tham sân si nó đưa tới địa ngục và quỷ súc sanh. Các vị nhớ đó, tam độc nó đưa tới tam đồ, thành ra mới ghép lại thành chữ là tam ác, tam ác đạo. Tham sân si nó thành địa ngục và quỷ súc sanh. Mình tu hành chỉ mình tu bên ngoài thôi á, tu bố thí tu cúng dường thôi thì phước đó thì nó không lường đó, nhưng mà mình không có rọi trong tâm mình thì cái ác nó vẫn còn còn tạo. Đó là tổ nhắc rất rõ, nghĩ tương tu phước diệt dục tội, hậu thế đắc phước tội quần tại, đảng hướng tâm trung từ trừ tội duyên, các tự tánh trung chơn sám hối. Có nghĩa là muốn dùng tu phước để diệt tội, kiếp sau được phước nhưng mà tội vẫn còn, nhân duyên tội ác trừ nơi tâm, nhân duyên tội ác hướng vào tự tánh chân sám hối, hướng vào. Cho nên như vậy mà tổ dạy rất rõ ràng là ta phải hướng vào tự tánh để mà sám hối mà thôi. Chứ còn mà nếu không khéo là mình cứ mình lấy bên ngoài để mình mua tội là không có, không có. Ở ngoài đời á, nếu mà một cái quốc gia mà thật sự là hùng mạnh, là một vị lãnh đạo gọi là minh minh chủ, thì không có cái quốc gia đó không có hối lộ, không có ăn hối lộ, không có nhận hối lộ, không có làm cho thâm thủng cái tài sản quốc gia,
thì cái quốc gia đó mới gọi là quốc gia hùng mạnh. Còn nếu một quốc gia nào mà ăn hối lộ từ trên dưới dưới, từ dưới tới trên, cái chuyện gì cũng lấy đồng tiền để mà mua, thì cái quốc gia đó là sắp tiêu vong. Coi như là dân tình bấn loạn, coi như đâm chém thảm thê, bệnh tật đầy dẫy, coi như là dâm dục lừng lẫy, quan dâm vô độ. Còn cái quốc gia mà nó hùng mạnh đó thì nó minh chủ rồi đó, thì coi như là từ trên tới dưới là làm theo hệ thống, nó không có lo. Thành ra đạo Phật á, đó là nói gì đời còn vậy thì huống gì Phật giáo dạy cho chúng ta nhân quả. Nhân quả của vào vũ trụ này, nhân quả của chân lý này, nhân quả của thế gian này, nó không có hối lộ được, không có. Cho nên có người chọc hỏi chứ thầy có mua quả được không? Có, mua được, mua với quả cà, quả chanh, quả cam, quả quýt đó. Chứ còn mua quả mà của luật nhân quả thì mua không được. Cho nên các vấn đề nhớ, cho nên mình đừng có nghĩ là tu phước là mình diệt được tội, không có đâu. Không có cái nào ra cái đó, chứ không có trừ. Đạo Phật không có lực là bù trừ. Không có lực bù trừ, mà muốn tiêu trừ đó phải xuất phát từ ở quê về trong nội tâm. Giống như tôi nói đó, muốn cái ly nước tôi đang đắng vậy nè, mà muốn cho nó bớt đắng thì lấy nước trong mà chế vô bên bên trong cái ly nước, nó quay về nó cái tánh bên trong của mình đó, để mà sám hối. Như đã nói rõ là chân sám hối đó, là sám hối này là phải 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 hứa là phải ăn năn cái lỗi trước và ngăn ngừa không cho cái lỗi sau, chứ vậy mới gọi là chân sám hối. Gọi là tội tùng tâm khởi đem tâm sám. Mà tâm 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 nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt hưởng, câu không thị tác danh di chân sám hối. Là tội từ cái tâm mà khởi thì phải đem cái tâm mà sám. Nếu mà mình không đem cái tâm mà sám thì tội nó không có trừ, không có mất đi được. Thành ra tôi nhắc nhở cho những ai học Phật thiệt á, phải cố gắng là tội không có trừ, không có khử, không có mua, không có bán, không có hối lộ được, mà phải quay về ở trong 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 tự tâm mà sám hối. Cho nên các tự tánh trung chân sám hối, hốt ngộ đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức vô tội, học đạo thường ư tự tánh quán tức giữ chư Phật đồng nhất loại. Tức là quát ngộ đại thừa chân sám hối, tà dứt hạnh chánh tức vô tội, học đạo thường quán nơi tự tánh thì với chư Phật đồng một loại. Rõ ràng tổ dạy rất rất cho ta học rất rõ ràng là học đạo thì phải quán nơi tự tánh, phải thấy tự tánh, trở về cho tự tánh. Quán là tỏ rõ tự tánh, bởi vì tự tánh mình nó vốn không. Tự tánh của mình nó vốn là căn lành đầy đủ, phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ. Thì mình không, nếu mà mình quán chiếu thấy rõ rồi thì đâu đâu cần tìm phước đức bên ngoài nữa. Căn lành cũng đầy đủ rồi, cũng đâu có tìm cái căn lành kia bên ngoài. Đó, cho nên quát ngộ đại thừa chân sám hối, tà dứt hạnh chánh tức vô tội. Nếu mà cái niệm về tà, niệm về cong quẹo, chứ tà là cong quẹo đó, tà là tà vại, một những cái điều mà mình sai lầm, mình cong quẹo, mình mê tín gì đó, mình huyễn hoặc quan đường, mình chấm dứt được, mà mình đoan trang hạnh chánh. Vì vậy mà là người xưa nói câu rất là rõ ràng là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Nếu mà mình hiểu được cái chân lý của đạo rõ ràng rồi thì mình không mong cầu thì cái phước nó còn hơn cái bố thí nữa. Còn mình đi bố thí mà mình với ý đồ, với mục đích đó, thì thôi coi như là
là mình tự chiêu cảm với nhân quả, gọi là nhân quả lịch nhiên khởi vô ư cụ. Mà mình làm gì làm chứ làm sao mình qua cái lương tâm mình được, làm á làm tội cái lương tâm mình nó hành hạ ghê lắm. Mình cười ha hả bên ngoài vậy chứ thật sự ra bên tâm mình nó dày dò lắm mà mình không hay không biết đó. Chứ nó đau, nó nghiến, nó nghiền ở bên trong tâm thức mình. Mà những cái kẻ mà không thấy tâm thức mình mà đai nghiến nghiền nát khi mà làm những điều tội lỗi là những kẻ đó nó còn không khác gì loài súc sanh. Cho nên có những ông thầy tu mà tối ngày cứ đi đi từ thiện rồi giật bên đây góp bên nọ, lấy à râu ông này cặm cặm bà kia, ngồi trên xe cầm micro cười hố hố, tự động ta đây vỗ vỗ ngực tự hào vậy chứ thật sự ra đó là nếu không khéo là thua loài súc sanh. Bởi vì trong tâm nó không có đai nghiến, nó không có thấy mình làm những điều tội lỗi. Mình không biết rằng mình đi làm việc tốt vậy đó, cứ nghĩ là tôi tốt, chứ còn mình ăn tiền xương máu của bá tánh của bổn đạo. Nhiều người ta thấy mình đi làm từ thiện ta mừng, ta góp từng từng đồng từng cắc, nhưng mà mình lấy mình xài phung phí, rồi mình tổ chức xe cộ, rồi mình ăn chơi, rồi mình đi rồi ai cảm tình thì mình cho, không cảm tình đó tiền của bá tánh không nè. Cho nên thay vì bá tánh người ta tạo cái phước mà mình tạo cái tội đó. Cho nên tôi nói các huynh đệ đừng có tưởng đâu làm từ thiện đó là thiện. Ngày nay làm từ thiện nó không có thiện đâu. Vậy mà hồi sáng là tôi sinh hoạt với mấy anh em, tôi mới nói rằng một năm thì tôi có hai cái lần là tôi thích làm hai cái việc. Thứ nhất là giúp đỡ cho học sinh nghèo và mùa du lan, thứ hai là biếu quà cho người già Phật tử vùng sâu vùng xa mùa Tết cổ truyền đó. Nhưng mà tôi có lên tiếng trước là ai có thì ủng hộ, không có thì thôi, chứ đừng có mà chạy theo phong trào rồi hoặc là các vị cứ nghe thầy làm, vui với công việc của thầy làm, tùy hỷ với cái niềm vui chung cầu nguyện với cái tâm thanh tịnh đó, thì như vậy là đã hùng phước với thầy rồi. Đó là sự thật chứ không có nói nó qua nó ngụy hết. Rồi còn nếu mà ở Việt Nam, tôi nói nếu mà các vị nào có điều kiện, nếu như mà hãy gửi về và gửi ủng hộ vật chất thì tôi nói trước à, dự án của tôi là 200 phần thì hãy gửi được vào vật chất, ví dụ là hạt muối phải 200 kg, chứ còn còn gửi cho 70 kg, còn 130 kg đi mua cực lắm. Còn nói về thành tiền á thì gửi bao nhiêu cũng được, 5.000, 10.000 cũng vẫn quý và vẫn trọng. Còn nếu như ông có gửi cái tấm lòng hoan hỷ, một lời động viên, một lời hoan hỷ với cái việc làm như vậy cũng đủ phước báo rồi. Cho nên tôi hướng dẫn đạo là tôi hướng dẫn một cách rất rõ ràng, chứ không có hướng dẫn cái kiểu mơ hồ hay là hướng dẫn để có cái ý gì khác, không có. Đó là lời tâm tâm tình chân thật của tôi đối với các huynh đệ nghe pháp, các huynh đệ học hộ giáo pháp. Cho nên chúng ta phải quán nơi tự tánh, học đạo thường quán nơi tự tánh. Khi quán nơi tự tánh thì với chư Phật đồng một loại. Câu này thì tại vì lý do ngài Hòa Thượng Di Lặc dịch như vậy, thì bởi vì từ câu là tác giữ chư Phật đồng nhất loại đó, theo lẽ đồng nhất thể thì nay hơn, nhưng mà chắc có thể là muốn nhấn mạnh Tổ Huệ Năng người nhà quê mà đồng một loại. Rồi tiếp theo tổ dạy gì tới đây à? Ngô Tổ di truyền thử đốn giáo, phổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể, nhược dục tương lai mít pháp thân, ly chư pháp tướng trung tâm tẩy. Là đó là tổ sư truyền pháp đốn ngộ này, nguyện cùng kiến tánh đồng nhất thể. Tại vì ở ở ở trên chữ lọ dưới này mới có chữ thể nè. Nếu muốn tương lai ngộ pháp thân, lìa các pháp tướng tâm trong sạch,
Tổ sư theo lẽ trên này có là ngũ tổ, ngũ tổ chứ không phải ngô tổ đâu, nhưng mà chắc có thể người ta cử gì đó là sao đó, cái đó là tổ sư, là thầy của tổ Huệ Năng đó, truyền cái pháp đốn ngộ. Truyền pháp đốn ngộ là ngài Huệ Năng muốn nói là thầy mình đã truyền cho mình cái pháp đốn ngộ này, tới giờ mình truyền lại đó. Thì tổ sư truyền pháp đốn ngộ này, nguyện cùng kiến tánh đồng nhất thể, nguyện cùng với các huynh đệ thấy tánh đồng một thể đó. Nếu muốn tương lai ngộ pháp thân, lìa các pháp tướng, tâm trong sạch. Nếu như mà muốn tương lai mà mình ngộ được cái pháp thân, nhớ các chị nhớ là có ba thân: pháp thân, ứng hóa thân và báo thân. Ngộ là nhận ra được pháp thân mình. Nếu muốn sau này ở tương lai là tới đây á, tương lai đây á, nhận được cái pháp thân, thì bây giờ trước mắt mình phải lìa các tướng thì tâm nó trong sạch. Bởi vì phàm sở hữu tướng giai sự hư vọng, mình còn chấp cái tướng, chấp nhị tướng, chấp nhị biên, chấp tướng đối đãi, chấp những cái tướng thế gian đẹp xấu, vui buồn dinh dục, những cái tướng thì mình đau khổ thôi, tâm mình nó bẩn nhơ thôi. Cho nên lìa tứ tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Mình lìa tứ tướng thì mình có an lạc thôi. Vì tất cả đó là cái tướng mà chấp bốn tướng đó, cho nên mình mới khổ. Mình mới khổ thì giống như ví như nó vướng bận những cái bụi nhơ cấu quế vậy, trong tâm thức của mình vậy. Còn mình lìa được thì mình tâm mình trong sạch. Thì tổ dạy bốn câu cuối đây: nỗ lực tự kiến, mạc du du hậu niệm hốt tuyệt, nhất thế hư ngộ đại thừa đắc ngộ, nhược ngộ đại thừa đắc kiến tánh, kiền cung hiệp trưởng chi tâm cầu. Cuối cùng người tổ khuyên là cố gắng tu hành, chớ có nhẫn nhơ. Cho nên các vị thấy như tôi cứ nhắc đi nhắc lại từ sáng giờ tôi nói mấy lần, tôi thấy thời gian sao nó ngắn lại là tại vì càng ngày con người mình nó càng đi xuống, nó càng già, mà già thì nó càng chậm chạp thì nó ngắn lại. Hai tuổi quá 30 rồi bắt đầu nó về xuống rồi, chứ nó đâu có lên nữa đâu. Nó xuống đây là nó xuống nhiều thứ, mà cái dục vọng thì có khi nó lên nha. Cho nên nếu không có tu thì cái dục vọng nó lên, nó đối đối mắt, đối tai, đối lời nói. Còn mình có tu rồi thì mình thấy rõ lắm. Con người nó còn trẻ rồi thiếu niên, rồi trung niên. Đó, trung niên là bắt đầu có tuổi, sau có tuổi dậy thì rồi lên tới tuổi mà tráng niên, trung niên, rồi bây giờ tới bắt đầu chuẩn bị lão niên rồi đây. Cho nên giờ tôi làm gì nó cũng chậm chạp hết trơn, không dám làm nhanh. Một là vì sức khỏe, hai là vì mình làm nhanh đó, tay chân mình có khi nó đổ, nó làm cho rơi rớt đổ. Đó thì bây giờ khi mình làm chậm thì có nghĩa là nó mất cái thời giờ, mà mất cái thời giờ thì mình thấy như thời giờ nó chậm lại. Vì vậy mà mình đừng có nhẫn nhơ. Đó, cho nên tổ tổ Quy Sơn đó là cháu nội của tổ Huệ Năng còn nói câu là chớ để thiên viên ngày tháng, hãy tiếc cái bóng chiều. Rồi tổ nói là nhất triêu ngoại tật tại sàn, chúng khổ quanh truyền bức bách. Nếu như một mai mà nằm liệt ở trên giường rồi đó, các khổ nó tranh nhau, nó giành, nó giật. Cho nên như vậy mà lục tổ giờ là cố gắng tu hành, chớ nhẫn nhơ. Nó hậu niệm thoạt dứt một đời tiêu, muốn ngộ đại thừa thấy tự tánh, kính lễ tri thức chí tâm cầu. Rồi, chí tâm cầu nghĩa là cầu có nơi chẳng cầu thì gọi là chí tâm, cầu nơi chẳng cầu gọi là chí tâm. Sư bảo thiện tri thức cần phải theo tụng này tu hành, ngay nơi đó được kiến tánh,
dù cách xa ta ngàn dặm mà thường như ở bên cạnh ta. Nếu ngay nơi đó chẳng ngộ thì dẫu đối diện cũng như cách xa ngàn dặm, uổng công từ xa đến đây. Thôi các ngươi ra về bình yên. Đại chúng nghe pháp đều được tỉnh ngộ, hoan hỷ phụng hành. Cuối cùng lời tổ vẫn kết rằng là các ngươi phải theo cái bài kệ tụng này mà tu hành. Ngay nơi đó mà thấy tánh thì dầu có cách xa ta ngàn dặm thì cũng thường như ở bên ta, mà nếu ngay nơi đó chẳng ngộ thì dầu có đối diện nơi ta thì cũng cách xa ngàn dặm. Hay quá, thôi không cần nói nhiều nữa, nói gọn thì các vị đủ hiểu rồi ha. Thôi tới đây tạm ngưng, coi như mình hết được chương thứ sáu. Tuần sau mình bắt đầu qua chương thứ bảy. Kính chúc các vị được nhiều niềm vui khi học đạo chân lý chánh pháp của Phật, của Tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.